Xin chào quý anh chị, hôm nay em Giang sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ngôi nhà tại phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhà chúng ta thì giáp khu dân cư Hiệp Thành 1, vị trí rất là trung tâm. Chúng ta đi ra bệnh viện 512 giường chỉ mất 10 phút thôi. Đường trước nhà chúng ta là đường bê tông 4m. Chúng ta đi từ đường số 1 khu dân cư Hiệp Thành 1 vào rất là thuận tiện, ô tô vào rất là thoải mái anh chị nhé. Nhà chúng ta được thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ. Có sân trước chúng ta đậu được ô tô 7 chỗ. Nhà chúng ta diện tích là 4m5, dài 16m5, hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với mệnh khách hàng là đông tứ trạch. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại. Giá bán của ngôi nhà đang được chào bán là 3.650.000.000 đồng, còn thương lượng và hỗ trợ vay tối đa cho quý anh chị. Tầng trệt chúng ta sẽ được thiết kế là phòng khách, bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cầu thang sử dụng là tay vịn gỗ và kính cường lực. Nhà chúng ta thì được tặng một số đồ nội thất cơ bản như video anh chị vừa thấy, và nhà chúng ta sẽ có bảo hành anh chị nhé. Đây là không gian bếp rất là rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ anh chị. Phía bên này phải anh chị xem thì chỗ này chúng ta sẽ để máy giặt để giặt đồ anh chị nhé. Và chúng ta phơi đồ thì phơi đồ ở phía trước nhà. Đây là không gian nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt. Đây là phòng ngủ ở tầng trệt của chúng ta, phòng ngủ dành cho ba mẹ. Phòng ngủ đây thì cũng không rộng lắm nhưng mà cũng đủ một cái giường, tủ quần áo bàn làm việc và không gian cho ba mẹ chúng ta sinh hoạt anh chị nhé. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên trên lầu 1. Lầu 1 sẽ có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một không gian phòng thờ. Thì nhà bán tại khu vực Thủ Dầu Một, em Giang làm việc rất là nhiều. Có những ngôi nhà chủ nhà đang giảm với những mức giá rất là hợp lý anh chị, giá bán chỉ bằng khoảng năm 2020 thôi anh chị. Thì giảm thì tối đa thì cũng giảm chỉ từ 10 đến khoảng 15% giá giao dịch ở so với cái mức năm rồi, chứ không thể nào mà giảm khoảng tầm 3 đến 40% được. Tại vì nhà ở khu vực Thủ Dầu Một là có nhu cầu thật, khách mua ở rất là nhiều nên không thể nào mà giảm sâu được anh chị nhé. Thì quý anh chị đi xem thì cảm thấy hợp lý thì mình có thể là cân nhắc thương lượng một cái mức giá nó hợp lý rồi mình quyết định, chứ đợi không thể nào mà giảm được khoảng 3 đến 40% đâu anh chị nha. Đây là không gian phòng ngủ thứ hai ở trên lầu 1. Phòng ngủ đây thì cũng tương đối rộng rãi, có trang bị một số đồ nội thất cơ bản. Tiếp theo đây là không gian phòng ngủ thứ ba ở trên lầu 1 của nhà mình. Sàn thì chúng ta sử dụng là sàn gạch trải gỗ anh chị. Chủ nhà xây dựng kiên cố chắc chắn, nhà có bảo hành cho chúng ta anh chị nhé. Trước nhà đây thì sẽ là không gian phòng thờ. Rồi quý anh chị có nhu cầu xem nhà thì hãy liên hệ em Giang để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Em Giang xin chân thành cảm ơn quý anh chị.